sinh năm mình có một gà. Cô ở đâu ạ? Cô bị mắc bệnh gì ạ? Biểu hiện của bệnh như nào ạ? Tôi đi hai lần rồi, lỡ nhiều lần này cô cấy chỉ lần mấy rồi cô? Lần 3. Sau 3 lần cấy chỉ cô cảm thấy như nào ạ? Cấy thì đỡ nhiều. Đỡ xương khớp này, cái xương khớp này. Cô thấy đỡ được mấy phần cô? Đỡ phần này được 100 trọng, đỡ thì 200 trọng. Dạ. Cô cảm thấy phương pháp cấy chỉ này như thế nào ạ? Không nhẹ. Cháu cảm ơn cô ạ. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 0981 377 470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông, nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470, website cấychỉ.vn.